Mình đã bị vợ nói dối một lần nào chưa? Là Dạ mình cũng có bị nói dối nhiều đấy lần. đó, thế cho nên là không phải là có mẹ vợ ở đây mà mình sợ nha, sợ không có giải quyết được. Vì đây là anh em mong muốn là anh nói thật, còn dù rằng có mẹ vợ hay không có mẹ vợ mình cứ nói thật, chứ không phải mẹ vợ ở đây là mình nói dóc, mà không có mẹ vợ ở đây là mình nói nó không đúng sự thật nha. Có nghĩa là bây giờ anh em định hướng như thế này là anh đã có hướng suy nghĩ rồi đó nha, anh hiểu ý chưa? Vợ anh chưa chắc đã đi làm công việc gì đó đâu. Nếu vợ anh thực sự thương anh, yêu gia đình, em phân tích một cách dễ dễ hiểu nhất, mà vợ anh quyết định đi làm để kiếm tiền, để phụ giúp chồng hoặc có kinh tế về cho gia đình, thì vợ anh đi đâu phải báo tin cho anh, không bao giờ đi một tháng mấy này cả, mà đến giờ phút này bạch vô âm tín, đúng không ạ? Để cho gia đình hiện nay thì không biết tiền bạc sao, nhưng gia đình hết rất hoang mang, anh công nhận không ạ? Nếu vợ. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ A Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong suốt thời gian vừa qua, phải là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương ghi nhận rất nhiều các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin, để tìm người thân. Hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận rất nhiều thông tin, nhiều anh trai về đây để báo tin, để tìm vợ của mình. Đây là tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Một cái câu chuyện hôm nay một người mẹ vợ và một người con rể, hai mẹ con đến đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin để ghi nhận, để tìm kiếm một người con cũng như một người vợ của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép chào cô nhé. Dạ, cô có thể cô giới thiệu cô họ tên là gì? Là Mai Thị Hiền. Cô Mai Thị Hiền á. Cô hiện nay nguyên quán ở đâu cô Hiền? Ở xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, cô Hiền năm nay nhiêu tuổi vậy ạ? 153, không biết 60, 70, 71 rồi. 53, 53, 71 à? Dạ, 53, 71, dạ. Cô hôm nay cùng mấy con rể của mình, đúng không ạ? Từ Vĩnh Long về Bình Dương để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm con gái cô, phải không ạ? Dạ. Cô có thể cô giới thiệu là con gái cô họ tên là gì? Tôi Huỳnh Thị Gết. Huỳnh Thị Ghét. Ghét hả? Gết. Huỳnh Thị Gết. Ghét G đúng không? GH đúng không? Chữ G chữ H đúng không? Phải không? Đó, G. Ghét, ghét. Con biết vậy thôi chứ con cũng chưa đánh vần được luôn. Rồi, con gái cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Lần này nó tuổi thìn, nó mới 34 mà nghiêng 31. Dạ, tuổi thìn 1988. Dạ, nói chung hơn 30 ha. Dạ, cô có thể cô nói rõ hơn là con gái cô trước thời điểm mất tích hoặc bỏ đi là con gái cô sống tại đâu? Nó về bên, nó hỏi anh chồng, nó về bên nhà tôi là bữa trước à, là bữa sau là nó đi về bển. Bữa sau là nó về bển, là nó về tới bển là nó cũng điện qua, nó nói con về tới bên đây rồi. Rồi bây giờ con chứa sẵn đi lên thăm ông già chồng nằm viện. Hỏi đi với ai, nó nói đi với ông Tường là ông chồng nó nè. Đó rồi tự nhiên rồi mất tích luôn. Cái bữa sau ông chồng nó qua kiếm. Bữa sau ông chồng nó qua kiếm là không có. Rồi nói bên đây nói là nó đi về rồi. Rồi không điện đài gì nữa hết trơn, tới hôm ngày hôm nay luôn là một tháng một cửa rồi đó. Rồi, xíu nữa con sẽ nói chuyện với cô sau nhé. Dạ, chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Em tên Nguyễn Nhân Tường. Nguyễn Văn Tường á. Dạ. Anh Tường nhiêu tuổi rồi? Dạ, 44. 44 nè, 1980 đúng không? Dạ. Tuổi thân, thân gặp thìn. Dạ. Anh Tường cho em biết là anh quê quán ở đâu? Dạ, em ở ấp 9, Tân Lộc, Tân Bình, Vĩnh Long. Vĩnh Long à? Mình lấy vợ lâu chưa anh Tường? Dạ, em lấy vợ nay được 13 năm. À, mình được mấy đứa con rồi? Dạ, chưa có đứa nào. Chưa luôn hả? Dạ. Hai vợ chồng hiện nay đang chưa có con. Ừ. Sống vậy cũng thoải mái ha. Anh Tường hiện nay làm công việc gì anh Tường? Em làm ruộng với làm mướn lặt vặt. Gọi làm vườn ha. Dạ. Ừ. Rồi nông nghiệp. Đó, còn vợ anh làm công việc gì? Vợ ở nhà giúp việc nhà. Giúp việc nhà là giúp cho ai? Giúp cho mình, gia đình mình hay giúp cho ai? Giúp cho gia đình á, như cơm nước giặt giũ rồi đó. Gia đình mình có nhiều việc không mà phải để vợ ở nhà giúp việc ở nhà? Dạ cũng không có nhiều nữa. Gia đình mình đông người không? Dạ có hai chồng ạ. Hai vợ chồng sao không cho vợ đi làm đi, hai vợ chồng đều phụ nhau mỗi người một chân một lúc tay.
lúc trước Tết lúc mà ngay dịch đó, nó cũng có đi làm công ty nếu mà bùng dịch lên rồi cái sợ dịch thế rồi nghỉ. Tết nào anh? Tết lâu chưa? Cũng nay cũng 21 đúng không? Đúng rồi. Ồ, nhưng mà từ ngày đó giờ ở nhà ăn chơi vậy hả? Ở nhà hôm trước Tết này cũng có đi vô làm trong xưởng gỗ nữa. Làm được mấy bữa? Ba bữa không? Mấy tháng làm cũng được 2-3 tháng vậy. 2-3 tháng sao không làm tiếp? Rồi người ta kêu làm tăng ca phía. À. Rồi không làm. Cực khổ à. Kiếm tiền cực khổ lắm. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ này nhé. Hôm nay thì anh cùng với mẹ vợ của mình về đây đăng thông tin để tìm vợ của anh. Anh có thể chia sẻ ra cái câu chuyện mà hai vợ chồng anh sống với nhau mười mấy năm qua là mình sống có hạnh phúc không? Dạ cũng. Có nói chuyện là anh em ngọt ngào không hay là sao? Cũng có rồi lúc cũng như là giận nhau không? Giận nhau, cự lộn, nghĩa là làm sao tránh khỏi mấy chuyện đó. Dạ, có chửi bới ôm sùm không? Thì cũng có la ó ôm sùm. À, có đánh đập vợ không anh? À, không. Không, mình có nhậu nhẹt gì không? Dạ có mà ít lắm. Ít nhưng mà mỗi lần nhậu vậy xỉn dữ không? Có khi xỉn khi nào vợ khi nào, có khi nào xỉn vợ khiêng về không? Không không. À tự bò về được ha. Tự mình gì vậy? Mình bò về hay là mình hay đi mình đi? Mình đi gì vậy? À vẫn là đi mình viêm cây hay là mình hay là người khác dìu mình về? Mình tự mình đi gì vậy? À, vậy là vẫn còn tỉnh. Đúng rồi. Chưa xỉn gọi là chưa xỉn gọi là ngoắc cần câu đúng không? À vậy là xỉn này gọi là xỉn vừa vừa. Anh cho biết là hai vợ chồng mình ấy là trước đây là mai là mối hay là hai người biết với nhau và yêu nhau? Làm mai làm mối. Mai mối nha. Trước đây anh Tường đã từng có vợ chưa? Chưa. Chưa, hai vợ chồng đều hoàn toàn trước đây độc thân đến với nhau đúng không? Dạ. Mình hiện nay đăng ký kết hôn chưa? Dạ, đăng ký rồi. Ừ, đăng ký rồi nha. Mình có nhà riêng chưa anh? Dạ có. Nhà là tự làm hả? Hay dạ, sao? Dạ. À, vậy tốt quá rồi. Nhà quê ha? Dạ. Dạ. Vậy là vợ anh từ trước giờ là gần như là ở nhà không, gần như không phải làm gì? Dạ. Ừ. Anh có yêu vợ dữ không? Vợ phải yêu rồi. Ừ, phải yêu, đồng ý rồi nhưng yêu dữ không? Yêu nhiều, yêu ít? Bao nhiêu phần trăm? 10 phần thì anh yêu mấy phần? Thì có nhiều yêu nhiều. Yêu 90 luôn. Được không? Này em đánh giá anh có thể anh yêu chắc là có 10 điểm anh yêu cả 10. À, có thể là vì lý do như vậy cho vợ anh từ trước nhà không phải làm ăn gì. Gần như vậy, mười mấy năm qua. Bởi vì hiện nay mình chưa con cái. Đúng không? Cuộc sống bây giờ đang rất thảnh thơi. Có thể là nếu như anh có điều kiện hoặc anh thương vợ thì vấn đề khác. Còn em nhìn theo cái cách nhìn em chưa biết là có đúng hay không. Theo cách em nhìn nhận thì anh là một người ở quê rất chịu khó, chịu cực. Bởi vì em nhìn tay chân và nhìn người có thể là em hình dung được là anh con người rất rất cực khổ. Đúng không? Phải không? Anh em nói như vậy đúng không? Em chưa hỏi anh công việc gì nhưng mà em nhìn này em biết là em nhìn có thể nó cũng rất tương đối. Chính vì lý do như vậy lẽ ra vợ ở nhà thì không làm được việc lớn thì cũng đi làm một tháng kiếm vài triệu về phụ chồng thì ok hơn. Sau này mình có con thì tính tiếp. Đúng không? Sau này mình có con thì mình ở nhà nuôi con được. Giờ con chưa có. Cha mẹ già không phải chăm sóc đúng không? Có hai vợ chồng không bây giờ để cho chồng làm vợ ở nhà. Hình này vợ của anh bên ngoài và bên trong hình này có giống nhau không? Dạ giống. Giống mà. Yeah. Vợ anh có vẻ có bự con nè. Yeah. Phải không? Tướng bự con. Yeah. Ừ. Anh sao mấy 70 ký rồi? 70 ký luôn hả? Sao mấy sao mấy ký? Dạ. Sao 7 ký rồi? Con nhìn tướng thì tướng thì cũng bự con đấy. Anh nhà được làm mấy ký? Dạ 60 ký. Được không? Được mà hôm đi mất thế này chụp hết mấy ký rồi. Dạ chắc còn 52 là 3 thôi. Không được chống được đâu. Mà không cần là đi 56 cái gì. Dạ, không được đâu, giờ 52 nè. Nhìn thì biết là mai tí cho ăn cân biết liền nè. Bữa này ốm rồi. Giờ anh cho em biết là lý do tại sao vợ anh bỏ đi. Nè, hỏi xin về bên cha mẹ vợ. Thăm cha mẹ vợ chơi. Rồi nó nói là ở chơi 2-3 bữa nó mới về. Ừ. À, rồi cái về bển cái chiều nó điện về. Điện về nói chuyện đã cái thôi cái bữa sau đâu có điện qua bển tính ở chơi đâu có điện chi cái thêm bữa sau nữa cái em mới điện qua bển điện không được không có liên lạc được cái em điện mấy lần được cái em mới chạy về bển thì em hỏi cha mẹ vợ thì ông nói là nó gì hôm qua rồi. Ừ. Nó là từ đó tới nay mất tiêu không có tung tích gì hết. Vợ anh trước khi mà về thăm nói về thăm bên gia đình bên vợ là vợ anh đi bằng phương tiện gì anh? Dạ đi bằng cái xe 50. Ồ, xe 50 của gia đình.
Biển số mấy anh? Biển số 03950 số đầu là mấy? 64 E A. 64 E A. Xe màu gì anh? Dạ, màu trắng. Màu trắng. Xe đó thường xuyên vợ anh đi. Dạ. Dạ. Xe gia đình mua hay xe mượn hay xe qua? Dạ, xe mua. Xe mua ha. Rồi. Vợ anh từ trước kiểu đã từng bỏ nhà đi hoặc đã đi đâu xa một vài ngày chưa anh? Dạ, chưa. Chưa. Lần này lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Đó giờ nó ít có đi đâu xa lắm. Vợ anh đường xá có rành đường không? Nó cũng không có rành không đó. À. Gọi là không có rành lắm, ít đi đâu ha. Dạ. À. Còn là vợ thường xuyên ở nhà chứ ít giao tiếp va chạm bên ngoài. Nó hôm mà từ hồi nó đi tới mà trong Tết á. Ừ. Là nó có lên Zalo nói chuyện với một cái bà nào á. À. Mà cái bà đó cứ khoảng 50 tuổi à. Mà em không biết. Mà nó nói bà rủ nó lên thành phố làm. Ừ. Đó. Rồi cái thời gian cái khoảng chừng tháng sau cái nó nói là giờ bà ra Vũng Tàu rồi, bà rủ ra Vũng Tàu làm. Đó, rồi nó là đi mận gì ta không biết, quen ca nữa mận gì. Đấy là bà rủ cho em đâu có đi. Đó là nó nói vậy đó. Là vợ anh chia sẻ với anh như vậy. Dạ. Đến giờ phút này anh đang nghi ngờ là vợ đi theo. Là em chỉ nghi ngờ đi theo cái bà đó. Bà đó. Dạ. Anh có nghi ngờ là vợ anh ngoại tình không? Dạ. Không. Không hay là mình nghi là không hay là mình khẳng định là không hoặc không biết? Mình không biết thôi. À không biết. Còn dạ. Có hay không thì bây giờ không biết hả? Dạ đúng rồi. Nói chung cái gì cũng có thể xảy ra hết. Đúng rồi. Có thể là hai vợ chồng rất thương nhau, hạnh phúc. Ok lắm. Vợ vợ chồng chồng. Cái gì cũng vậy. Nhưng mà vợ vẫn ngoại tình hoặc chồng vẫn ngoại tình, nó là bình thường. Chính vì lý do như vậy nên em thấy là cái tình cảm vợ chồng anh hiện nay chưa có. Mà vì lý do nào đó vợ anh ở nhà hiện nay rất rảnh. Đúng không? Vợ ở nhà hiện nay rất rảnh. Rảnh rồi thì hay nghĩ đến những chuyện khác. Rất nhiều chuyện khác nhau. Đời tư, cuộc sống, kinh tế. Đúng không? À, vì vậy cho nên vợ anh có thể là bị một số các thanh niên hoặc đàn ông hoặc các anh trai khác dụ dỗ, tán tỉnh, cò cưa. Có thể sẽ xảy ra và vợ anh quyết định bỏ ông chồng này đi sống với ông chồng khác. Cái đó là có thể, nói chung cái gì cũng có thể. Còn đến giờ phút này thì anh chia sẻ là vợ anh trước đây đã bị một người phụ nữ dụ dỗ trên Zalo. Zalo là thường có số điện thoại. Ừ, rủ về thành phố xong lại rủ về Vũng Tàu, đúng không, để làm ăn. Còn làm cái gì chưa biết. Còn cái thông tin đó là chưa biết là liệu cái đó thật hay là vợ anh tự lên tiếng. Không, cái đó nó có nói chuyện em có thấy. Chuyện với cái người đó đó. À, là em có thấy. Có thấy nha. Vợ anh trước khi đi ngoài chiếc một chiếc xe Honda 50 màu trắng ha. Còn mang theo tài sản tiền bạc kinh gì nữa không anh? Dạ đem theo vàng không ạ. Nhiều không anh? Một cây mấy. Một cây mấy vàng. Dạ. Em biết là chắc chắn là những người ở khu vực phía miền Tây, hầu như là phía miền Tây nhiều nhất, là đa số là đem vàng đi. Dạ. Trên người. Có người đeo hàng chục cây vàng luôn. Nè. Là hiện nay rất nhiều người đeo vàng như vậy. Nè. Anh có nghĩ là vợ anh bị người ta dụ dỗ, người ta lừa để lấy vàng không? Em cũng nghĩ vậy đó, nghĩ mình có tin vợ không? Thật lòng mình có tin vợ không? Tin không? Thật không? Mình không phải có mẹ vợ đây, mình muốn nói dóc hay nói thiệt. Mình nói theo cái cách nhìn nhận của bản thân. Theo như anh có tin vợ không? Mình đã bị vợ nói dối một lần nào chưa? Là dạ, mình cũng có bị nói dối nhiều đấy. Lần. Đó, thế cho nên là không phải là có mẹ vợ ở đây mà mình sợ. Nha, sợ không có giải quyết được. Vì đây là anh em mong muốn là anh nói thật. Còn dù rằng có mẹ vợ hay không có mẹ vợ, mình cứ nói thật. Chứ không phải mẹ vợ ở đây là mình nói dóc, mà không có mẹ vợ ở đây là mình nói nó không đúng sự thật nha. Có nghĩa là bây giờ anh em định hướng như thế này là anh đã có hướng suy nghĩ rồi đó nha. Anh hiểu ý chưa? Vợ anh chưa chắc đã đi làm công việc gì đó đâu. Nếu vợ anh thực sự thương anh, yêu gia đình, em phân tích một cách dễ hiểu nhất, mà vợ anh quyết định đi làm để kiếm tiền, để phụ giúp chồng hoặc có kinh tế về cho gia đình, thì vợ anh đi đâu phải báo tin cho anh, không bao giờ đi một tháng mấy này cả, mà đến giờ phút này bạch vô âm tín, đúng không ạ? Để cho gia đình hiện nay thì không biết tiền bạc sao, nhưng gia đình hết rất hoang mang. Yeah. Anh công nhận không ạ? Yeah. Nếu vợ anh hoặc anh đi đâu đó anh phải báo cho vợ anh,
Em yêu ơi, anh đi hôm nay anh làm công việc A, công việc B. Một tháng anh cần này tiền này. Người ta nói nhưng mà anh như vậy anh chưa biết được có đúng hay không. Nhưng mà anh đang làm ít bữa nữa. Giờ anh làm chỗ nào chứ này. Em cần đến thăm anh. Đó là thật. Nhưng vợ anh đi từ hôm đó đến giờ phút này là bạch vô âm tín luôn thì nó là bỏ đi làm thì em đánh giá làm cách nha. Không thật. Đây là chân tình như vậy. Dù là anh buồn, phải chịu. Đúng không ạ? Nếu như vợ anh trước khi đi thông báo với gia đình, thông báo với mẹ, với anh là bản thân chồng, mẹ ruột và chồng của mình. Đúng không? Anh ơi, hôm nay sáng này em phải đi sớm này, em đi với người này này, em làm việc tại đây này. Đó. Em đến thử việc này, lương cần này này. Đúng không ạ? Đó là thật. Đó là 100% sẽ thật. Còn anh không tin anh đến đây anh xem. Phải cho biết như vậy. Không có lý do đi một tháng mấy nay rồi mà không có một chút thông tin nào, không gọi điện, không báo tin. Hiện nay chưa biết là còn hay mất. Đúng không ạ? Anh thấy vô lý chưa? Nếu một người vợ chung thủy thương chồng, đó mới là thương thật. Còn em đánh giá này em dám chấm chắc. Em chưa dám khẳng định nhưng em dám chắc. Đến 70% là vợ anh đi theo người đàn ông khác. Chắc chắn như vậy. Còn để mà lừa, nếu như một mắt con mắt khách quan, nếu mà người khác lừa vợ anh để bán vợ anh cho các trung tâm phục vụ trá hình, karaoke hoặc là vân vân và vân vân thì em nghĩ điều đó khó thể khả thi. Vì vợ anh thực sự là cái thân hình này em nhìn là nó không được, nói thật không chê, nhưng mà thân hình này nó không ăn vì người nó hơi người hơi to con thô, người ta chỉ dụ lừa những người nhỏ nhỏ con thôi, xinh xinh thôi đó. Một thân hình mà một người phụ nữ 60-70 kg thì nhìn nói thật luôn là người ta ít khi mua bán lắm. Đây là chỉ có vợ anh say nắng say mưa những ông mà vợ bỏ hoặc hóa vợ, hoặc một số các anh trai chuyên thích những người phụ nữ gọi là ba cái này thôi, em nói thật. Vì vậy bây giờ về đây tìm anh em cố gắng hết sức để đăng thông tin này nhanh nhất có thể. Mục đích chính là biết được thông tin vợ anh đang ở đâu, mà vợ anh có đúng đi ngoại tình hay làm công việc nào ở đâu không, mà vợ anh còn hay mất, để giúp anh để anh sớm có cơ hội anh biết được thông tin chính thức để mình yên tâm tư tưởng nha. Nếu thực sự mà bây giờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ra mà vợ anh không về sống với người khác, anh còn tìm đâu, mình còn tìm đâu, không tìm ha. Chấp nhận thương đau ha, đau thì đau một lần đúng không, chứ thực sự này rất khổ bởi vì ở đây là toàn anh trai, toàn anh em đây thì ai cũng cảm nhận được, không ai mong muốn là mình bỏ vợ đúng không, nhưng cái gì đến nó sẽ đến. Mình người phụ nữ mà khi người ta hết yêu mình rồi mình không thể lưu kéo được, mình giữ được người ta nhưng mà có thể là không giữ được cái tình cảm của người ta. Biết rằng nếu chính thức như vậy là rất đau đúng không, buồn đó, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Buồn chỉ có thể là 5 bữa nửa tháng cùng lắm ấy, là một thời gian nhất định đúng không ạ. Không ai mong muốn là mình cưới vợ, mình sống với vợ, mình yêu thương vợ, mình tin tưởng vợ, đến giờ phút này vợ ngoại tình hoặc vợ đi người khác mà bây giờ phút này và nói những lời chia tay đúng không ạ. Cha mẹ cũng không ai mong muốn điều đó, nhưng nếu thực sự mà xảy ra thì mình cũng phải đành chấp nhận. Hy vọng là câu chuyện này chưa xảy ra nha, hy vọng như vậy để cho vợ anh sớm suy nghĩ lại và anh quay trở về. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này, là hy vọng một tháng mấy qua hai vợ chồng không có thể nói chuyện trực tiếp với nhau mà chưa biết thông tin về nhau, hy vọng là vợ anh đang xem video này anh lên tiếng để cho vợ anh quay trở về. Mình nói chuyện đi, hy vọng là vợ đang xem. Mình có những tình cảm gì mình nói chuyện với vợ, nói đi, vợ chắc chắn sẽ xem video này. Nhớ vợ không? Ừ, nhớ nói chuyện đi, gọi tên vợ đi. Em coi được cái đoạn này em quay về với anh nha. Không ai mong muốn là đi từ một tỉnh rất xa đúng không, về đây để cầm tấm hình lên để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để nói trên cộng đồng mạng là tìm vợ, hoặc em về với anh thương anh thương em đúng không. Không ai mong muốn điều đó, bởi những cái điều thầm kín mà thường đấy là vợ chồng nói chuyện thủ thỉ bên nhau đúng không ạ. Không muốn những cái tình cảm mình
để lên mạng, phải không ạ? Cái điều đó không ai mong muốn, nhưng đây là tình huống là bất khả kháng, có nghĩa là mình hết cách rồi. Anh đã tìm vợ những đâu rồi? Tìm trong cái tỉnh Vĩnh Long. Hết tỉnh chưa? Hết tỉnh rồi. Gần như là hết. Gần như muốn hết. Chắc chắn là anh có tìm mỏi chân không tìm được. Một người đi trốn, một người tìm sao tìm được, đúng không? Dạ, kêu đi chơi chơi mà chứ dạ. Không gặp thì thôi. Dạ. Bây giờ thế này cô, cái video này cũng không có dài, nhưng mà con chia sẻ lại nãy giờ chắc chắn là cô sẽ hiểu đấy ha, đúng không ạ? Cô có thể cô chia sẻ một vài câu ngắn gọn nhất để cho con gái cô xem được. Con gái cô thương cô và thương chồng, con gái cô có thể liên hệ lại cho gia đình. Dạ, mời cô. Nói sao? Cô muốn nói gì là cái việc tự cô suy nghĩ. Giờ cũng mong cho nó về sống chồng nó thì thôi. Còn tuần hơn nó đi tới nơi là bên đây bỏ ăn nó chơi khỏi ăn, ăn uống gì nữa. Đi không có điện đâu, không tin tức gì hết. Biết nó còn, nó mất nữa. Giờ trong nó cô giờ nó về đằng này cũng tha thứ cho nó, chứ đâu có ai mình giết bỏ gì nó đâu. Đi không tin tức gì hết. Một bà mẹ hơn 70 tuổi đi từ một tỉnh rất xa cùng với người chồng. Hiện nay thì rất tội, rất thương. Cả hơn một tháng qua rồi, ngoài một tháng rồi. Gia đình phải nói là chắc rất đau đớn. Mất ăn, mất ngủ, suy nghĩ, suy sụp tinh thần. Nhà con mình tu với ổng à, mà ổng giờ ổng không thấy đường nữa. Dạ. Ổng giờ ai mất ổng không thấy đường. Người ta hẹn đi mổ mà chưa đi được nữa. Thằng nó này chuyện dùng dập tới hoài mà ổng cũng chưa đi được. Vậy mà con gái này bỏ đi thế này. À, thực sự câu chuyện này rất buồn ha. Trời ơi, thúi ruột luôn chứ buồn gì nữa chứ. Dạ. Câu gì đó mà người đi quyết tích luôn, không tin tức gì hết mà không biết nó còn hay nó mất. Trên người là đeo một cây mấy vàng đi anh? Nhiều không? Vàng gì? Dây chuyền hay là lắc? Một cái dây chuyền. Tâm chỉ với một sự dây chuyền lắc á. Tâm chỉ. Dây sáu chỉ vàng. 16 hay 6? 6 chỉ vàng, 6 chỉ. 18 nó đeo cái vòng này nè, đeo vòng tay á. Là một cây 6 rồi. Dạ, với cái đeo bông. Ờ. Chiếc nhẫn. Ồ, vậy ngót 2 cây vàng. Ngót 2 cây vàng, nói chung là cũng sắp xỉ 100 triệu. Tiền mặt liệu có không? Dạ, tiền mặt chỉ có mấy trăm ngàn. À, nói chung là số vàng vàng trang sức là trên dưới 100 triệu rồi. Và một chiếc xe 50, màu trắng. Đúng không ạ? Thôi chắc chắn là cái câu chuyện này trong thời gian tới thì sẽ được sáng tỏ. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin nhanh nhất có thể. Hy vọng là các cô chú ai phát hiện được thông tin một người phụ nữ như hình nêu trên, hãy giúp đội hiệp sĩ công an Bình Dương theo bằng cách là giúp chia sẻ nhiều hơn nữa để cho các anh em này sớm biết được thông tin chính thức người phụ nữ đang ở đâu, để anh em hiệp sĩ Bình Dương để khuyên người phụ nữ này quay trở về cùng với mẹ, với cha và với chồng của mình. Dạ, nếu cô chú anh chị, nếu ai biết được thông tin thì liên hệ cho đội hiệp sĩ công an Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các anh em hoàn toàn là giúp miễn phí và giúp tất cả các trường hợp. Một ngày đội hiệp sĩ công an Bình Dương tìm và giúp rất nhiều trường hợp, các cặp vợ chồng hiện nay đã quay trở về với nhau. Nhưng rất lấy làm tiếc, còn rất nhiều trường hợp biết liên hệ nhưng nhiều chị phụ nữ không chịu về với chồng của mình. Hy vọng là em gái này xem được video này, em gái này hãy mau quay trở về cùng với chồng với con của mình. Dạ, cuối video này cho con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ công an Bình Dương, con xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến cô cũng như toàn thể gia đình mình. Chúc gia đình mình quay trở về bình tĩnh, mạnh khỏe, không suy nghĩ nhiều. Hy vọng là để trong vòng thời gian tới sớm nhất anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra thông tin con gái cô ở đâu. Các anh em sẽ giúp con gái cô quay trở về cô nhé. Dạ. Rồi, con cảm ơn cuộc chia sẻ của cô cũng như của anh trai nhé. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.